Lâm Trang xin chào tất cả các quý anh chị em. Hôm nay chuyến hàng về sau ngày mưa bão, sau cơn bão Yagi, cơn bão số 3 mà tên của Việt Nam đấy. Thì chuyến hàng Philippines, hàng hồ điệp trăm hoa của em lại về. Và quý anh chị em nào mà đã đặt hồ điệp trăm hoa, quý anh chị em nào mà muốn em Trang sưu tầm hồ điệp trăm hoa rừng thì hôm nay xin mời theo dõi cái video này ạ. Đầu tiên em sẽ đi chi tiết một số cái giá size của các bạn hồ điệp trăm hoa. Đầu tiên là cây chỉ có một vài cây với giá mệnh giá là 150.000 này thôi. Tiếp theo là cây 180k. Bên cạnh 180k là cây 200k. Và dãy hàng trên này có 4 bạn. Bạn này sẽ là 220k. Này, thực sự là em về cái giá siêu hời rồi. Đi giá siêu hời. Đây, cây 220k rất là dài, cao. Bạn này thì đang nhú những cái nụ ở dưới rồi ạ. Những cái mầm ở bên cạnh này rồi. Mầm cây cho biết là mầm cây, mầm hoa gì ở bên cạnh rồi. Hàng trên, tiếp theo hàng trên đó là với giá 300k. Cây siêu to luôn, siêu to, siêu khỏe luôn. Cây vô cùng đẹp. Hai cây đó. Hai cây đơn. Tiếp em đi một số hàng dề nhé. Hàng dề như này 420k, cây vô cùng đẹp luôn. Dề bên cạnh 450, hai cây đại, dề đại và một cây con ở gốc, 450. Đến là như dề ba cây như thế này, chị em đi dề ba cây như thế này, ba cây siêu to khỏe, 600k, cây siêu đẹp, siêu nét. Cây này phải làm bụi luôn. Cây này, cây 4 này, dề 4. Dài tầm 35-40. 4 cây. Gốc 4 cây 800. Đó, lần này em Trang về rất là nhiều và cây vô cùng đẹp. Giá thì vô cùng là rẻ so với mấy tháng trước rồi. Bác nào sưu tầm hàng dề, nguyên dề tầm hơn 3 cân. Này 4 triệu. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp, siêu đẹp. Anh chị em siêu tầm hàng hồ điệp trăm hoa rừng thì xin mời liên hệ em Lâm Trang với số điện thoại 0982823649. Em sẽ gửi chi tiết từng size và kết nối Zalo với em với số điện thoại 0982823649. Em sẽ gửi chi tiết. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.